sau đây bọn phụ nữ học nghề bà mở về tổ bay bàn chẳng hạn đăng kia đấy nè thử một vẹp bé nông phụ video bà chỉ vì biết ngày mới nhầm phụ video là bị phá thằng ngày về đồng bay lọc hòm xa chắc này là bọn phụ mới chạy đánh vô nè hình đấy cả nhóm vô về mà hà thằng ngày thứ bốn cứ sọ chút từng đó nè là nhóm ăn thằng ngày phải chụp bị ngày chọc nè kênh bọn phụ khinh đấy cứ cỏ hòm tầm lòng con cỏ hòm à này chưa chặt ngay à còn ta đã bắt cứ này ăn vấp tầm lòng con này wow này anh ơi bia cam bồn ta đang sạt tầm to mì rôm chạy sọt tầm bồn này tầm bồn mờ mờ cái lại sạt tầm cỏ hòm người con wow tầm to là nhiều lần này tầm bồn bị ắt à tầm đen bồn hay bị vậy tao về dừng ăn thằng ai chẳng dừng ăn miếng tắc vitamin các bạn ăn vào phần khán cứ nè bây giờ miếng là tắc vitamin này một một thiết cứ em á mẹ sắm chậm dừng cà phê chung ngư pho này nè rôm với sạp nhớ nè anh đi chân này chậm anh đi một ngày bỏ sân chìa mình crop thế chó bói nè bỏ mình crop cứ bán như tao miền về đây tháng ngày thế này mẹ mình nói dân về nghèo dân dân tầm ran tháng ngày cứ lũ sâu lắm tại sao mẹ phải toal về mình đây tao lo anh em bị chọn cho tới lại nó phải rồi ta ta crop về ở đó là nghèo bọn mình chẳng về miền về thế này miền về tầm này à xa này giờ ta phải đôi nó phải thua em hà sơn đem bảo vệ bẹt nông thôn video chạy lấy mình tập nắng con này cái gì cứ chạy đây mình sẽ tham buồn lọ cứ cọ hòm hàm video bảo vệ cứ mình tập nắng con chụp nè video rồi.